Quý vị đang theo dõi bản tin giá vàng và ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên lao động.vn. Kính thưa quý vị, cập nhật lúc 9 giờ sáng nay, mùng 7 tháng 9 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang ở mốc 2.497 đô la Mỹ trên ounce. Nhìn chung có giảm khoảng 20,11 đô la Mỹ trên ounce trong 24 giờ qua. Giá vàng thế giới quay đầu giảm khi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố có sự chênh lệch so với dự báo của các chuyên gia, làm dấy lên nghi ngờ về quy mô cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed trong tháng này. Theo đó, báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố vào thứ Sáu cho thấy có 142.000 việc làm được tạo ra trong tháng trước. Con số này thấp hơn 22.000 việc làm so với mức ước tính đồng thuận của giới chuyên gia. Các chuyên gia hiện đang chờ báo cáo về dữ liệu lạm phát sẽ được công bố vào tháng tới. Từ thông tin có thể xác định được mức độ cắt giảm lãi suất của Fed. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu được duy trì ổn định. Vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra mức 80,5 triệu đồng trên lượng. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 5,9 triệu đồng trên lượng. Dưới đây là thông tin chi tiết. Về thị trường ngoại tệ, đồng đô Mỹ có điều chỉnh tăng nhẹ sau khi dữ liệu cho thấy việc làm tại Mỹ tăng, thường thấp hơn dự kiến vào tháng 8, tạo tiền đề cho việc cắt giảm lãi suất ở tốc độ vừa phải của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Hiện chỉ số đô la Mỹ Index đạt mốc 101,19 điểm. Dưới đây là thông tin chi tiết. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin giá vàng và ngoại tệ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trên bản tin giá vàng và ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên lao động.vn. Hành trình theo đuổi ước mơ cần nhiều nỗ lực và kiên trì. Tiếp năng lượng bứt phá thành number one. Xé nhãn trúng ngay giải nhất đến 500 triệu đồng cùng bạn chinh phục ước mơ.